Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 12 năm 2021, Liên đoàn Lao động quận 12 đã tổ chức buổi lễ trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Và đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 500 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội thành phố với nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh TP.HCM Vietcombank. Tại buổi lễ, 25 cuốn sổ đã được trao cho 25 đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn của quận 12. Sổ bảo hiểm được trao tặng cho những người chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và phải đảm bảo tham gia ít nhất 5 năm liên tiếp với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,5 triệu đồng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 12 tháng. Đồng thời trong chương trình lồng ghép tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đến đoàn viên nghiệp đoàn. Hiện nay có 10 nghiệp đoàn với hơn 1.000 đoàn viên nghiệp đoàn. Thì đa số các đoàn viên cũng chưa được tham gia bảo hiểm xã hội, thì đây là một chương trình mang ý nghĩa rất là nhân văn để hỗ trợ cho các bạn đoàn viên nghiệp đoàn trong quá trình để an tâm công tác. Chương trình trao tặng bảo hiểm xã hội tự nguyện là một việc làm ý nghĩa giúp cho đoàn viên nghiệp đoàn hiểu rõ về quyền và lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động tham gia. Các đoàn viên của nghiệp đoàn phấn khởi trân trọng sự quan tâm và chăm lo của các cấp công đoàn đối với người lao động.